Anh làm sao vậy? Mấy giờ rồi mà vẫn thức? Thở dài thở ngắn. Anh không biết. Làm gì với Kim Bảng? Cậu ta sao vậy? Cậu ta trong kỳ nghỉ đông thường xuyên ra ngoài, anh cũng không tìm thấy. Kết quả cậu ta làm việc ở bến tàu, nói là kiếm tiền để chứng minh số tiền kia là cậu ta làm mất, không phải là lấy. Đứa bé này cũng coi như có cốt khí. Anh định thế nào? Anh lấy tiền. Anh nói với cậu ta, chúng ta không nợ nần. Trả lời cũng coi như ổn, nhưng vô ích thôi. Làm sao? Anh nói không nợ nần thì cậu ta có thể thế sao? Anh có bao nhiêu ân huệ với cậu ta? Cậu ta không trả được, không trả nổi thì tìm ra cách ghét anh. Người chính là như thế, rất phức tạp. Nợ quá nhiều không trả được, liền nghĩ ra một cách, dựa vào nó lấp liếm đi. Em này, chính là nghĩ người ta quá đáng sợ. Anh nuôi nó từ nhỏ tới lớn, lẽ nào anh còn nuôi ra thù sao? Dù sao em nói gì anh cũng không tin. Vậy thì chờ mà xem. Kẹp tóc. Nào nào, tới xem đi. Đừng chạy, tới đây, đừng chạy. Này. Thấy được chưa? Thêm chút. Được rồi, cậu đã mua về rồi. Nhanh, đem xuống phòng bếp. Nhanh mang qua đi. Được. Cái gì? Cô ấy muốn tới. Cha cô ấy về quê tế tổ, cô ấy không muốn đi, muốn tới nhà chúng ta đón năm mới. Không được. Chuyện của các con cha còn chưa đồng ý. Cha đồng ý hay chúng con đã định ở bên nhau sẵn rồi. Nếu thật sự cha không đồng ý, vậy thì con tới nhà cô ấy, cùng cô ấy đón năm mới là được. Ta nói với con, chuyện này của hai đứa, đừng nói là ta và cha con bé không đồng ý. Cho dù đồng ý, bát tự chưa trao, nghi thức chưa làm, chưa chính thức, con ở nhà của họ. Con không nghĩ tới danh tiếng, ta cũng phải nghĩ. Vậy mới xin cha đồng ý, cô ấy tới nhà chúng ta đón năm mới. Dù sao cô ấy là con gái, cũng không thể để cô ấy một mình. Phái Văn à, cha cô ta, con cũng không phải không biết là người thế nào. Sao cha có thể kết thân với ông ta? Con muốn cưới cô ấy chứ có phải cha cô ấy đâu. Con nghĩ tới cảm giác của cha chưa? Cô ta tới đây, Ngữ Huệ làm sao? Cha, con đã nói rõ với Ngữ Huệ rồi, chúng con là anh em. Hơn nữa, đã là dân quốc rồi, cha không thể ép hôn chứ. Vậy được, sau này nói với con sau, con đi đi. Ngữ Huệ, anh Phái Văn, em qua hỏi bá phụ ít bút mực. Năm mới rồi, em viết cho cha em bức thư. Ngữ Huệ, nào, nào, muốn lấy giấy đúng không? Nào, ta lấy cho con. Con xem, nhiều lắm. Hai ngày trước cha con viết thư cho con. Ông ấy nói năm mới bận,
để con yên tâm ở nhà bá phụ đón năm mới, đương nhiên là ở nhà ta rồi. Con đã là người Trần gia ta. Bá phụ, lời vừa rồi con nghe thấy rồi. Người đừng ép người vào chỗ khó nữa. Đứa bé này thật là... Con chỉ muốn làm rõ một chuyện. Con nói đi. Bữa đêm giao thừa, bá phụ có thể cho con không lên bàn không? Con muốn ở sân bên cùng mọi người ăn. Vậy sao được? Năm mới, sao ta có thể để con ăn với hạ nhân? Bá phụ, đây là lần đầu Phượng Nghi tiểu thư tới ăn cơm. Con ở đó, sợ cô ấy nghĩ nhiều, hơn nữa Lệ Quân cũng không vui. Bên sân bên nhiều người, con cũng thích. Nếu như người thương con, thì đồng ý đi. Ngữ Huệ, cho dù thế nào, ta sẽ không đồng ý nó tới đón năm mới. Nếu đồng ý, thì chẳng phải đồng ý mối hôn sự này sao? Bá phụ, anh phái Văn thích cô ấy, đương nhiên có lý riêng. Chẳng qua chỉ là một đêm giao thừa, chi rằng người vui vẻ để cô ấy đến quan sát cô ấy. Nói không chừng người còn thích cô con dâu này. Con không biết cha cô ta. Bá phụ, cái này là người không đúng. Chuyện của đời trước không thể ảnh hưởng tới đời sau. Hơn nữa, người càng phản đối, anh phái Văn càng thích. Cho nên người nghe con, đồng ý đi. Anh phái Văn cũng là người thông minh. Nếu như thực sự không phù hợp, sớm muộn anh ấy cũng biết. Ta không dạy nổi con. Chờ tôi với, tới rồi. Được rồi, dừng xe, dừng xe. Nào, cảm ơn. Phượng Nghi, đây là nhà anh, em còn chưa từng tới. Vào đi, cha anh ở bên trong. Được, đi. Cha, Phượng Nghi tới rồi. Tới thì tới, lát nữa mấy đứa cùng ăn, cha không qua. Cha, cha sao vậy? Không sao cả. Đừng nói hôn sự của hai đứa cha không thích. Cho dù thích, cũng không có đạo lý bố chồng cùng một bàn ăn cơm. Vậy cha ra gặp Phượng Nghi một lần. Ta không gặp. Ta còn có khách. Con nói ta không ở nhà. Đi Hoa Hồng nửa đêm. Chuyện của cha con đừng quan tâm nữa. Con không quan tâm. Vậy sau này chuyện của con cha đừng quản nữa. Tới, nhanh lên. Đi, đi qua đó xem. Nhìn kìa, hôm nay náo nhiệt quá. Lão gia, chúc mừng năm mới. Được. Ông chậm thôi. Ai vậy? Là anh. Anh tới cùng em đón năm mới. Món ăn này đều là đầu bếp trong phủ xào. Chỉ có cái này
là anh tự nấu. Bánh gạo chiên yêu thích của em. Nhanh thử. Nào, thử đi. Tình cảm anh dành cho em nhận. Mặc Nhân, lâu lắm rồi anh chưa nghe em hát đi. Đúng. Hôm nay em hát cho anh một bài, được. Tôi chơi đi, đẹp quá. Kim Bảo. Ông, cháu về rồi. Anh Kim Bảo. Ngũ Huệ, đi phòng bếp rồi. Cao Bá, nhanh nhìn. Ngũ Huệ, đi. Kim Bảo, làm gì? Thấy không, nơi này đều là món ngon. Hôm nay bắt đầu từ cái này, ăn từng miếng một. Nhìn anh kìa, anh có bao nhiêu tiền chứ? Ăn cái khác thì không được, nhưng ăn cái này anh bao được. Anh xem miệng anh này, nhanh ăn đi. Hóa ra em ở đây tìm em nửa ngày, gấp muốn chết. Bên đó có người bán lụa, cùng anh đi. Em sao vậy? Nghĩ tới trước kia. Em nói là bài hát này à? Trước kia em từng hát. Được rồi, đừng nghe. Anh ta hát với em khác biệt hoàn toàn. Tới nào, đi với anh. Hay, hay. Nào. Lúc đó, em ở bên sông Tần Hoài tìm một nơi làm việc kiếm tiền. Quán trà đó trà không phải cao nhất. Anh là vì nghe em hát, mới ở đó bưng trà rót nước. Đúng rồi, anh thường trốn sau cửa nghe em hát. Em không phát hiện ra sao? Không có. Sau này, anh sẽ không bao giờ để em khổ như vậy nữa. Anh sẽ để người khác hát cho em nghe. Phái Văn và Kim Bảng sắp tốt nghiệp. Lệ Quân cũng năm 2. Bây giờ chiến tranh cũng đang tới gần. Nếu thực sự đánh nhau,
Các con muốn đi học sợ rằng cũng không đi nổi. Cho nên ba người phải cố gắng. Biết rồi, bá phụ. Cha, không phải lúc nào cha cũng nói bây giờ vật giá tăng vọt. Nhà có ba sinh viên đi học không dễ sao. Cha cứ để Lệ Quân và Kim Bảng đi học. Con đi làm lính. Nói linh tinh. Lúc nào ta nói, nuôi ba sinh viên đại học không dễ. Ta nói là cho dù khó khăn thế nào, cũng phải để ba đứa hoàn thành đại học. Được rồi, xe ở bên ngoài. Đi đi. Bá phụ, chúng con đi. Hoa Bắc nguy cấp. Trung Quốc nguy cấp. Nào, đồng bào, thức tỉnh đi. Dùng máu thịt của ta xây dựng bức tường thành mới này. 2 năm qua không tốt. Lại thời kỳ giáp phụ. Người dưới quê tới nói, lão gia muốn cứu trợ. Lão gia chẳng phải bận sao? Để ông và Ngữ Huệ tiểu thư đi. Gì cơ? Lão gia bảo ông và Ngữ Huệ tiểu thư đi về quê cứu trợ. Những năm trước là ta và lão gia hoặc mình ông đi. Năm nay lão gia cũng nói ông lớn tuổi rồi, nên để Ngữ Huệ tiểu thư cùng ông đi. Vậy thì tốt quá. Trước kia Đông gia tới cứu trợ đều là nấu vài nồi cháo, lại tặng mỗi nhà 5-6 đấu gạo. Chúng ta vẫn nên nhìn tình huống từng nhà, theo nhu cầu mà cung cấp, ông thấy sao? Lý thì đúng như vậy, nhưng tình huống mỗi nhà khác nhau, chúng ta cũng không biết, đúng không? Đây có danh sách này, ông theo danh sách này, nói tình huống mỗi nhà cho tôi có thể đánh giá được. Ngữ Huệ tiểu thư dù sao cũng là người đọc sách, nghĩ khác với tôi. Trước đây chúng ta nhà nào cũng đưa gạo, hợp thì đưa lương thực không nói, còn kéo oán thán về cho lão gia. Ý này hay. Theo Ngữ Huệ tiểu thư làm đi. Được rồi, đừng tiễn nữa. Cảm ơn cô, cảm ơn. Đi, đi nhà tiếp. Ngữ Huệ. Mọi người đi trước, lát tôi qua. Sao anh lại ở đây? Đây là quê hương của anh. Em có thể tới sao anh không thể tới? Đừng đùa, anh sao lại tới? Đoán xem. Anh nhớ em cho nên muốn tới thăm em. Đừng nói thế, là thật. Anh nghe ông nói em cùng ông ấy đi cứu trợ, nên không nhịn được tới thăm em. Em nói với anh rồi, ở nhà đọc sách, cứ không nghe. Chỉ lần này thôi. Ngữ Huệ, ông anh lớn tuổi, không làm gì được, anh giúp em cứu trợ được không? Anh chờ ở đây, em về bảo Cao Bá nghỉ ngơi. Cả ngày rồi, ông ấy nhất định rất mệt. Em nhất định là sợ ông anh biết đúng không? Được, anh chờ em, nhanh đi. Cao Bá. Cao Bá. Già hơn một chút, chạy một ngày mệt không chịu nổi. Đúng rồi, gạo được giao hết chưa? Giao xong rồi, đi. Tôi cùng cô tới phòng kho. Không cần. Cao Bá, tôi đi là được. Có Nhị Thúc đi cùng. Ông già rồi, tuổi lớn, vào phòng nghỉ lúc đi. Vậy sao được? Lão gia bảo tôi tới cùng cô. Đi thôi, ông không yên tâm tôi sao? Lẽ nào tôi trộm hết đồ ăn này? Cô nói đâu thế? Tôi còn không tin được cô sao? Vậy ông vào trong nghỉ đi, tôi sẽ đi một mình, không sao đâu. Cái này, điều này không phù hợp, đừng lo lắng. Tôi đóng cửa cho ông.
Anh làm gì vậy? Làm gì thế? Thế nào? Đi thôi. Ông anh đâu? Em dỗ ông ấy kiểu gì? Cười cái gì? Em nhốt ông anh trong nhà rồi. Được lắm. Ông ấy thích em như vậy mà em lừa ông ấy. Xem anh có nói với ông không. Được lắm. Anh đi nói đi. Anh đi đi. Ông nội. Ông nội. Lừa hả? Đừng chạy. Trương Bá. Cảm ơn. Từ từ thôi. Bạn nhỏ. Thím, đặt đây cho thím nhé. Cảm ơn chị. Đừng khách khí. Nhà này này. Chờ chút. Mệt không? Không mệt. Cô không cần gấp. Đừng lo, bệnh của cô ấy sẽ tốt hơn. Chờ khỏi rồi thì về. Anh nói với em này, sau này anh có tiền, anh sẽ hào phóng hơn ông ấy. Anh khoe khoang đi. Em đừng có không tin chứ. Nói cứ như là anh đặt ấy. Chính là anh đặt. Mẹ nuôi. Tôi cuối cùng con vẫn thích cậu ta. Ý của Mạc Nhân chắc con đã rõ, nhưng điều đó là không thể. Hơn nữa anh Phái Văn có người trong lòng rồi. Đúng. Mẹ biết con sẽ không thích đứa như Phái Văn, nhưng con cũng không thể thích cậu ta. Tại sao? Lúc ta đưa con đi tảo mộ từng nói, con không thể tùy tiện có tình cảm với đàn ông, chứ đừng nói là cậu ta. Cậu ta làm sao? Cả ta và bá phụ con đều không thích. Tại sao mọi người không thấy cố gắng của anh ấy, cố gắng và vùng vẫy của anh ấy? Thật không ngờ tình cảm của hai người đã sâu như vậy. Mẹ nuôi, con thật sự không đồng ý với anh ấy chuyện gì. Từ hôm nay, đừng ở Trần gia nữa. Chuyển tới chỗ ta đi, cùng ta sống. Tại sao? Con không đi. Con phải đi. Đi, con không đi. Mẹ nuôi, nghe con nói. Con không. Mẹ nuôi, mẹ không thể cứ thế nhìn con phạm sai lầm, con biết không? Mẹ nuôi, con không đi. Mẹ nuôi, mẹ nghe con nói. Mẹ nuôi, mẹ nghe con nói. Đi với mẹ, mẹ nghe con nói. Con không đi. Mẹ làm gì? Sao mẹ cứ bắt con theo mẹ về? Trong lòng mẹ, con là nữ tử phong trần sao? Con ở nơi đó khổ sở vùng vẫy 5 năm, khó khăn lắm con mới trốn thoát. Sao mẹ cứ bắt con quay về? Con cảm thấy mẹ đẩy con tới hố lửa sao? Con không nói thế, nhưng con không cần sống với mẹ. Con ghét nơi đó. Mẹ nuôi, con biết mẹ thương con,
Mẹ đối xử tốt với con, nhưng con không cách nào sống theo mẹ hay bá phụ muốn. Mẹ kệ con đi. Được. Con đúng là lớn rồi. Có ý kiến riêng của mình. Con cứ coi như mẹ vừa rồi không nói gì cả. Vậy con đi đi. Mẹ nuôi, mẹ bảo con đi. Mẹ nuôi, con xin mẹ, có thể đừng đem chuyện hôm nay nói cho bá phụ. Con chắc cảm nhận được Mặc Nhân thương yêu con thế nào. Con phải lừa ông ấy. Con không lừa ông ấy. Con không có gì với Kim Bảng cả. Chỉ là nếu bá phụ biết sẽ không làm hại con, nhưng nhất định sẽ làm tổn thương Kim Bảng. Mẹ cần gì phải làm tổn thương một người vô tội. Con vẫn coi như còn cứu được. Con biết Mặc Nhân sẽ không làm hại con. Nhưng mẹ cùng Cao Kim Bảng có quan hệ gì? Sao mẹ phải giúp cậu ta? Nếu bá phụ lần nữa làm tổn thương Kim Bảng, con sẽ không nhìn mặc kệ đâu. Đến lúc đó, con chỉ có thể cùng Kim Bảng rời khỏi nhà này. Ngữ Huệ, em về rồi. Bà ấy đâu? Bà ấy đi rồi. Bà ấy nói gì với em? Không nói gì cả. Bà ấy là mẹ nuôi em, cũng có thể nói là mẹ ruột, dặn dò con gái vài lời. Em nói xem sao lại trùng hợp thế, sao lại gặp bà ta? Một cô nương dưới trướng bà ấy ở đây, bị bệnh. Bà ấy tới xem. Ngữ Huệ, em nói xem, bà ấy không nói với bá phụ chứ? Không đâu. Chưa chắc. Bà ta không thích anh giống bá phụ. Ngữ Huệ, bà ấy mà nói với bá phụ có thể đuổi anh ra khỏi nhà. Kim Bảng, hôm nay anh không nên tới. Nên tới. Cho dù anh bị đuổi đi, anh cũng nên tới. Đời này, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh. Lẽ nào không phải sao? Đúng, là ngày hạnh phúc nhất. Cho nên anh sẽ không hối hận. Cho dù bị ông ấy đuổi khỏi nhà, anh cũng không hối hận. Ngữ Huệ, vậy còn em? Bá phụ sẽ không đuổi anh đi đâu. Nhớ đâu thế? Nhớ đuổi anh đi, em sẽ làm gì?
nhớ bá phụ đuổi anh đi. Em sẽ đi với anh. Kim Bảo. Có người đấy. Ngữ Huệ. Những khổ sở trước đây anh phải chịu đã được báo đáp rồi. Cao Bá, ngủ rất ngon. Đứa bé Ngữ Huệ này nói là nhốt tôi trong phòng để tôi ngủ. Ngủ đến mức mặt trời sắp lặn. Ngữ Huệ tiểu thư đâu? Cùng đi với cháu trai ông cứu trợ rồi. Kim Bảng tới à? Ông không biết à? Biết biết. Tôi còn tưởng nó không tới. Không ngờ nó tới. Nhị thúc. Đã phát xong rồi. Còn thừa một chút. Tôi bảo họ chờ ở cửa kho. Ông qua mở cửa nhà kho ra. Được, đi đi. Vâng. Ngữ Huệ tiểu thư, nhiều lương thực như vậy một mình chuyển, có mệt không? Không mệt, còn có hai người làm đi với tôi. Uống thêm đi, được. Mẹ nuôi, Trần tiên sinh tới rồi. Khách như vậy, em hay rồi đi ra ngoài. Tuần này anh bận quá. Hôm nay khó khăn lắm mới tới. Em có thể ngủ sớm không? Ngữ Huệ đâu? Anh bảo con bé cùng Cao Bá đi đến vùng nông thôn để cứu trợ vừa trở lại. Mặc Nhân à, Ngữ Huệ cũng không còn nhỏ, không thể cứ ở trong nhà. Anh định thế nào? Anh thực sự thích đứa bé này. Nhưng phái Văn này không cố gắng. Lúc nào mới hiểu chuyện? Chuyện của người trẻ, đặc biệt là những điều tình cảm không thể bị ép buộc. Anh có thể dùng quan hệ của anh tìm cho Ngữ Huệ một công việc ở bên ngoài. Hãy để cô ấy ra ngoài làm việc. Trần gia anh, đến tiểu thư cũng không nuôi nổi sao? Không phải anh không nuôi nổi, anh đủ nuôi người Ngữ Huệ. Nhưng cứ ở nhà như vậy cũng không ổn. Anh nghe em, cho con bé ra ngoài làm việc. Tìm việc không khó, nhưng tìm việc gì cho nó? Ngữ Huệ đọc nhiều sách. Về kiến thức, có cái nhìn sâu sắc mạnh hơn nhiều so với một sinh viên đại học. Nhưng mà, cuối cùng thì cũng chưa từng đi học. Nếu làm trong chính phủ, thật sự không dễ. Em nói tùy tiện tìm cho con bé một công việc, anh lại thấy có lỗi với nó. Hôm nay, con bé cùng Cao Bá xuống quê hỗ trợ. Về thì nói với anh, thích cảm giác dưới quê. Nói muốn ở đó dạy học. Anh nên phải làm sao? Con gái lớn không giữ được, giữ đi giữ lại giữ thành thù. Để nó ra ngoài làm việc đi, em đi làm đây. Sao em lại bỗng nhiên nói cái này? Có ý gì? Đi thôi, đi. Sao ông tới đây? Qua đây.
Ông, có chuyện gì sao? Hôm qua cháu về quê à? Không có. Còn lừa ông. Nhị thúc nói với ông rồi. Nhìn thấy cháu và Ngữ Huệ tiểu thư ở bên nhau. Miệng nhị thúc nhanh thật. Ngồi xuống. Hôm nay ông tới tìm cháu là để nói với cháu, cháu không được muốn, cũng không nên muốn. Lão gia coi Ngữ Huệ coi thành con dâu nuôi trong nhà. Sao cháu lại? Sao cháu có thể đi quyến rũ cô ấy? Ông nói gì vậy? Gì mà quyến rũ? Cháu và Ngữ Huệ tình nguyện, sao lại là quyến rũ? Gì mà tình? Cháu nói cái gì? Lẽ nào Ngữ Huệ cô ấy thích cháu chứ không phải Phái Văn thiếu gia? Cháu đây là muốn chết đấy. Tâm tư của lão gia cháu không biết sao. Dù sao cô ấy thích là cháu chứ không phải con trai ông ấy. Ông nói với cháu bao lần rồi, lão gia với chúng ta ân trọng như núi. Sao cháu dám đi giành đồ của ông ấy? Ông, Ngữ Huệ là người, không phải đồ vật. Cho dù chúng ta là lão gia nuôi sống, cũng không thể vì cái này nên coi chúng ta là đồ của ông ấy. Chuyện này là chuyện của cháu và Ngữ Huệ, không liên quan gì đến người khác. Chuyện này nếu lão gia biết, cho nên ông đừng nói ra. Ông coi như không biết gì đi. Ông, chờ cháu tốt nghiệp đại học, cháu sẽ tìm một công việc tốt, đón ông và Ngữ Huệ ra. Chúng ta ba người sống. Trời ơi, cháu muốn ông phải làm sao? Mọi người nghe chưa? Đến viện hành chính cũng sa thải. Một lần sa thải vài chục người. Chiến tranh ngày nào biết ngày đó. Chính phủ đều đang sa thải nhân viên. Viện hành chính nhất định trong đó. Tôi đang nghĩ, khi chúng ta tốt nghiệp, sợ là đến công việc cọ bát cũng không có. Anh còn lo lắng. Chiến tranh mà tới, đen chẳng phải là những người không nơi nương tựa như chúng ta. Chiến tranh sẽ rơi vào đầu những người giàu có kia sao? Đúng vậy, nghĩ nhiều quá đấy. Vương Quân, nhanh đi. Nào, đi đi, đi. Cao Kim Bảng, còn học à? Không học làm gì? Cậu còn cần học à? Tới lúc, Trần Mặc Nhân chẳng phải chuẩn bị hết cho cậu rồi sao? Đúng vậy, Trần Mặc Nhân mạnh vì gạo bạo vì tiền. Công việc của cậu và Phái Văn chẳng phải được giải quyết rồi sao? Đúng vậy. Đi, 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 đi. Nhìn trên đó viết tốt chưa? Đúng vậy, dán nó khắp đường đi. Đi, dán hết lên. Đúng vậy, chúng ta phải nói cho mọi người. Hán gia nên giết Phái Văn, Kim Bảng. Đi dán trước đi. Cậu tới đúng lúc. Đi, cùng tôi dán khẩu hiệu kháng chiến chống Nhật. Phái Văn, tôi nghe nói bá phụ sắp xếp việc cho anh rồi. Là thật sao? Không có. Bạn học đều nói thế. Tôi nhớ rồi. Khi tôi về nhà vào tuần trước, ông ấy hình như nói với tôi, nói muốn tôi tốt nghiệp, làm việc ở chính phủ. Tôi không đồng ý. Tôi nghĩ làm công chức chính phủ một đời, muốn chết luôn ấy. Đến chính phủ làm việc à? Hình như vậy, tôi cũng không nghiêm túc. Dù sao tôi cũng sẽ không đi. Tôi nghĩ rõ rồi, tốt nghiệp xong sẽ gia nhập quân đội, ở tuyến đầu của cuộc chiến chống Nhật Bản. Kim Bảng, anh cũng đi đi. Kháng Nhật đâu cần phải đi tiền tuyến. Được rồi, không nói nữa, tôi giúp anh dán. Đúng, này, đi. Bảo hộ Hoa Bắc, kháng chiến tất thắng. Ngữ Huệ, sao anh tới đây? Em đang làm gì vậy? Xem sách à? Bây giờ cả thành Nam Kinh cũng chỉ có em yên tâm đọc sách. Nhàn mà. Sao thế? Anh tìm em có việc à?